Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau một tuần thì chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Ai Đến Hôm Nay. Hôm nay chắc chắn sẽ có những câu chuyện vô cùng thú vị được chia sẻ từ vị khách mời của chúng ta. Vậy thì hãy cùng xem hôm nay ai đến. Biết à, tập lại xem rồi. Còn cả hàng nữa này. Mỗi người một tay nhanh lên. Nhẹ cái tay thôi, hàng dễ vỡ. Thôi từ từ đã. Khách nó đợi. Bao tiền? 300 đi, lên đây. 300. Mỗi khi tôi đi có mỗi 1 lít thôi. Mỗi người đi 100, nhưng cái hàng hóa của ông cồng kềnh 200, tổng cộng là 300. Lên, lên. Này, tức là tiền chở hàng là gấp đôi tiền chở người á. Ừ. Ê. Và thưa quý vị, như ảnh vừa rồi thì đã nói lên tất cả, người sẽ đến với trường quay của chúng ta ngày hôm nay là một gương mặt vô cùng quen thuộc với rất nhiều khán giả theo dõi truyền hình, đó chính là diễn viên Minh Tít. Chào bạn. Xin chào anh Minh Thắng, xin chào khán giả đang theo dõi chương trình Ai Đến Hôm Nay. Trong thời gian qua thì công việc của em như thế nào, mọi thứ ổn không? Bắt đầu từ tháng 4 trở đi, Sở Văn hóa đã bắt đầu là cho anh em nghệ sĩ cũng như là các đơn vị nghệ thuật mở cửa và bán vé biểu diễn trở lại. Đấy là một cái tín hiệu rất là đáng mừng đối với anh em nghệ sĩ như là Minh Tít, và hy vọng là khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cho các anh em nghệ sĩ chúng tôi bằng cách đến rạp để xem các cái vở kịch cũng như là xem các cái chương trình nghệ thuật nhiều hơn nữa. Chúng ta thì đều biết là Minh Tít là diễn viên hài, thế nhưng mà mình tự thấy là mình hợp với diễn hài là từ bao giờ? Thực ra thì Minh Tít cũng không để ý cái này lắm đâu. Đến khi mà tham gia một cái phim truyền hình đầu tiên vai chính như là phim Sát Thủ Online thì đấy lại là một cái vai mà diễn biến tâm lý rất là nặng. Cộng thêm nữa là khi mà về nhà hát thì lại nhà hát thì Hà Nội lại thường xuyên diễn những cái vở diễn chính kịch tâm lý. Khi mà cái bộ phim Sát Thủ Online phát sóng ấy thì mọi người lại mặc định Minh Tít là chỉ diễn những cái vai đó, những kiểu vai tâm lý, những cái vai lầm lì, những cái vai về nội tâm. Và một loạt những cái phim về sau họ toàn mời Minh Tít vào những cái vai như vậy thôi. Mình muốn làm một cái gì đấy để nó khác mình đi, nó cho nó sôi nổi hơn đi một tí, nó vui vẻ hơn một tí. Thì đến 2014-2015 thì Minh Tít có làm Kem Xôi, rồi Loa Phường, rồi tất cả những cái phim về sau này nữa. Thì mọi người mặc định luôn Minh Tít là diễn viên hài. Đến bây giờ thì vẫn chưa sửa được. Bây giờ chúng ta sẽ nói về Kem Xôi một chút nhé. Có lẽ là một chặng đường rất là dài để Kem Xôi trở thành một cái món ăn tinh thần rất là thú vị. Cái chặng đường cùng với Kem Xôi đấy thì chắc hẳn là nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện để chúng ta kể cho nhau nghe. Cái kỷ niệm nào nhớ nhất trong cái quãng thời gian làm Kem Xôi của Minh Tít? Thời điểm mà làm Kem Xôi là cái thời điểm thời gian đầu nó rất là khó khăn. Cái thời điểm đấy không là cái thời điểm mà một ekip sản xuất cũng như là cái điều kiện sản xuất nó không được đầy đủ, không sẵn có như là cái thời điểm này. Ai trong ekip cũng phải làm một lúc rất là nhiều các cái vai trò khác nhau. Thì cũng rất may là cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà Minh Tít và Trung Duệ gặp nhau. Chỉ cần hai em ngồi ở quán trà đá và chúng tôi quan sát tất cả mọi thứ xung quanh, quan sát cái bà bán trà đá như thế nào thì ra được là cô Trung Duệ xem bói. Rồi là quan sát được xem là cái ông thợ xây kia ông làm gì thì ra được là bộ đôi siêu phụ hồ. Đó, rồi quan sát được là ông xe ôm như thế nào, rồi là đấy tất cả mọi thứ xung quanh đấy tôi nhìn bằng cái con mắt thực tế, và tôi mang những cái câu chuyện đó lên tôi phản ánh trên cái clip của tôi thì mọi người sẽ thấy là mọi thứ nó rất là gần gũi. Nhắc đến Trung Duệ, trước đây thì có lẽ là Minh Tít và Trung Duệ là một cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau trên hình ảnh, trên những đoạn clip, những bộ phim hài. Nhưng bây giờ thì cũng lâu lâu rồi hai anh em cũng không có sản phẩm chung, nên là mọi người lại đồn đoán là hai anh em không còn chơi với nhau nữa. Không biết là tin đồn ấy thất thiệt hay là có thật. Thực ra thì Minh Tít và Trung Duệ là mọi người chỉ không thấy là gặp nhau ở trên hình thôi. Còn ở bên ngoài thì anh em chúng tôi vẫn gặp nhau. Chơi với nhau đấy. Vẫn chơi với nhau. Được rồi. Hiện tại bây giờ vì là hai người ở hai công ty khác nhau. Tức là mỗi một công ty đều có một cái định hướng về cái sản phẩm riêng, video khác nhau. Đấy, chứ còn về mặt diễn xô thì chúng tôi vẫn là một cái nhóm hài trẻ. Kể cả trong đó có Duy Nam, có cả Dũng Hớn, rồi có cả Thái Dương thì anh em chúng tôi vẫn là một cái nhóm. Và vẫn thường xuyên là gặp nhau để sinh hoạt nội bộ. Vâng, thưa quý vị, như đã nói thì Minh Tít ạ, lúc nãy thì chúng ta đã đến với phần câu hỏi rồi, bây giờ đến với phần thử thách nhá. Không thử chết. Không thử chết. Chưa chết nữa, chết thế nào được. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách dành cho vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là diễn viên Minh Tít. Phương châm của chương trình là chơi là kiểu gì cũng thua là bị phạt.
Trên tay của mình thì đang cầm rất là nhiều những cái đồ vật. Đồ vật này thực sự nó rất là quen thuộc với đấng mày râu anh em chúng ta ấy. Và bạn thì sẽ khi mà hình ảnh lật ra thì bạn sẽ phải đọc xem đó là đồ vật gì. Đây là cái gì? Ba. Bật lửa. Chính xác. Dễ mà. Đây là cái gì? Đây là cái... Ba. Hai. Oxy giả. Sai. Đây là tinh dầu. Ôi trời. Đây là cái gì? Một thứ rất là quen thuộc. Những người nào mà chơi game nhiều thì cần cái này. Ba. Bọc đồ gối. Sai. Đây là cái tay cầm chơi game điện thoại. Đây là gì? Đơn giản. Sao cốt tóc. Chính xác. Ừ. Đây là cái gì? Tản nhiệt dùng cho điện thoại. Ok. Mình đấy. Chính xác. Mình không nghĩ là mình tìm được cái đấy đâu. Rồi, tiếp nhá. Đây là gì? Ba. À, quần lót thông minh. Đây là một sơ chiếc bin. Quần lót để giữ giữ cho sơ áo sơ. Bởi vì là mình đã từng làm quảng cáo cho cái này rồi. Sao? Rồi, đây là cái gì? Đây là... 3, 2, 1... Dầu gội đầu. Sai! Lăn nách. Rồi, sai rồi. Sai rồi. Bây giờ ở đây thì chúng ta sẽ có hình phạt chanh, bánh và kẹo. Không biết là Minh Tít sẽ lựa chọn cái hình phạt nào để cho mình nào. Cái này đi cho nó. Cái này nhá. Ok, đây là kẹo. Bạn sẽ xoay để lựa chọn cái màu kẹo mình sẽ phải ăn. Ok. Ăn thử xem. Ăn thử xem nó mùi gì đây, mình thử xem nó mùi gì nào. Miêu tả một chút đi. Vị nó như nào? Ngọt mà. Ngọt mà. Ngọt à? Vâng. Thơm. Thơm. Không có mùi gì. Không. Thử cái xem nào. Ăn đi tập có khi lại ghi nhầm ấy chị. Sao cái kẹo này có mùi nhỉ? Không, do ăn ở. Ăn ở à? Chúng ta lại cùng quay trở lại với Ai Đến Hôm Nay sau khi thử thách rất là xuân tốc đỏ của Minh Tít và đen cho đội MC. Đen cho đội MC. Nào, bây giờ thì tiếp tục với một câu chuyện liên quan đến một cái tên, đó là Minh Tít Entertainment. Có lẽ đây là một cái động lực để Minh Tít ra hoạt động riêng, đúng không? Vâng ạ. Tính đến nay thì công ty Minh Tít Entertainment cũng đã được hơn 4 năm rồi. Ừ. Đó, thì cũng rất là may mắn khi mà cũng có các anh em luôn luôn là sát cánh hỗ trợ cho Minh Tít cũng rất là nhiều, vượt qua được cả 2 năm dịch nữa. Thì đấy là cái điều mà không chỉ riêng cái nỗ lực của Minh Tít đâu, không chỉ riêng cái đam mê của Minh Tít đâu, mà đây là cả một cái tập thể. Cũng có cái lúc nghĩ đến cái phương án là phải giải thể. Có những lúc đấy, bởi vì là cái thời điểm đấy, thời điểm mà đầu dịch, bởi vì là mình nhìn thấy một cái tương lai nó rất là đen tối, giãn cách xã hội liên tục thì mọi người lại xem online rất nhiều. Thì đó lại là một cái mở ra cho Minh Tít một cái cơ hội. Bây giờ thì chia tay với câu chuyện công việc. Vâng. Chúng ta lại đến với một công việc khác thú vị hơn. Đó là chúng ta sẽ lại có một thử thách nữa dành cho Minh Tít. Ok. Sẽ có một bộ bài. Trong này thì Minh Tít sẽ lựa chọn ra 3 lá bài. Đây đi. 3 bài. Ồ, rồi, ok. Rồi. Việc của bạn sẽ là lật lần lượt từng lá bài một và chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu của lá bài này. Xin mời. Ui, thế em thực hiện hay là anh? Em thực hiện hay là anh? Đương nhiên là khách mời rồi. Tìm 5 từ có nghĩa của BCS. BCS à? biết BCS đúng không? Biết, tuổi này là biết rồi. Tuổi này là biết rồi. Tuổi này không dùng nữa. Nào, BCS. Áo mưa. Nhớ, chính xác, áo mưa. Áo mưa này, rồi là... ủng. Ủng rồi, ok. Rồi, ủng. Hai rồi này. Hai rồi. Có đấy. Mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm à? Ok, cũng đúng. Okay, được hiểm, ok, mũ bảo hiểm. Bánh bao. Bánh bao. Bánh bao được mà. Bánh bao được mà. Bánh bao, ok. Còn cái nữa à? Dụng cụ tránh thai. Đúng rồi, chính xác. Ôi. Đấy. May mà hôm nay em là bạn anh đến chương trình này. Đấy, người khác thì phạt lâu rồi, ok. Rồi, ok, xong một cái. Xong một cái, xin mời lá bài thứ hai. Khoe 3 bức ảnh selfie gần đây nhất trong điện thoại. Đấy, đơn giản nào, xin mời. Giờ điện thoại ra và nhớ là phải ảnh selfie nhá. Này, vừa ngày hôm qua, Minh Tít đang chuẩn bị tham gia vào cái chương trình một vở kịch ngắn để tri ân cho 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Ok, rồi, bức hình tiếp theo đi ạ. Bức hình tiếp theo. Con gái Oscar của Minh Tít năm nay là 4 tuổi rồi. Đây là hôm mà
hai bố con, hôm đấy là mẹ đi công tác, có mỗi hai bố con nên là dắt nhau ra phố đi bộ chơi, chụp kiểu ảnh này để gửi cho mẹ. À, báo cáo. Thôi em đừng nói xa. Em đừng nói xa. Là gửi cho mẹ, gọi là báo cáo đi. Ông nào có vợ chẳng thế. Rồi, okay. Hình ảnh tiếp theo. Rồi, xin mời. À, đây chắc là một vai diễn trong một cái vở kịch của nhà hát đúng không? Đây chính là vở Thúy Kiều Một Kiếp Đoạn Trường. Rất ít người người ta nhắc đến cái nhân vật này. Đó chính là bộ đôi nhân vật Bạc Bà, Bạc Hạnh. Là Minh Tít và Thương Xin. Lần đầu tiên trong lịch sử của thế giới có xuất hiện hai nhân vật này trên sân khấu. À thế à? Nhưng mà vai trò tức là cái vai diễn đây là nhân vật khác. À đây là lần thứ hai Thúy Kiều bị đưa vào Lầu Xanh. À. Đó, thì từ trước đến giờ người ta chỉ nhắc đến một lần thôi. Nhưng mà đây là lần thứ hai mà ít người người ta để ý đến cái lần này. Thì trong cái vở kịch Thúy Kiều Một Kiếp Đoạn Trường của Nhà Kịch Hà Nội, đấy là một cái bản full về cuộc đời Thúy Kiều, không bỏ qua bất kỳ một giai đoạn nào cả. Cho nên là cái nhân vật này sẽ rất là ít người biết đến. Thế mới nói là nhân vật đầu tiên, Minh Tít là nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới. Đầu tiên trên thế giới. Là vai như này. Rất thú vị. Ok. Xong ba cái nhá. Bây giờ còn cái cuối cùng. Kể về bí mật của bạn mà chưa ai biết. Nào, một bí mật của Minh Tít mà chưa ai biết. Bí mật của Minh Tít mà chưa ai biết. Ví dụ như là liên quan đến chuyện tình cảm, chuyện tiền nóng, chuyện showbiz. Đang phải tư duy bởi vì là nói cái điều gì ra mà sao cho nó vẫn đúng nội dung. Nó gọi là không lừa dối chương trình nhưng mà vẫn không bị vợ về nhà kiểm soát thông tin đấy. Chứ thật ra tôi biết là Minh Tít thì có nhiều cái để kể lắm. Nhưng mà nghĩ xem nào kể cho an toàn đúng không? Em có hai lựa chọn. Một là em nói ra, hai là em chịu phạt. Bí mật. Chương trình sẽ đến từ 1 đến 3. Thôi phạt đi. Phạt nhá, okay. Bỏ kẹo, bây giờ chúng ta còn hai lựa chọn chanh và bánh. Ôi thế thì em chọn bánh. À ok, xin mời. Bánh, đơn giản. Đơn giản. Ăn hết, không được uống nước. Trong bánh nó chỉ có ví dụ như là hàm lượng 1/2 kem, 1/2 là mù tạt. Không cần phải mở ra. Quý vị đừng nghĩ cái này là bánh kem nhá. Trong này là mù tạt. Ôi ôi. Phải nói là rất lâu rồi Minh Tít mới nhận được một cái lời mời từ Style TV. Và Minh Tít quay trở lại đây và mọi người đón tiếp. Không thể tệ hơn đúng không? Vã cả mồ hôi. Ok thôi. Mình bỏ qua cái hình phạt đi. Bởi vì là chắc là không còn hình phạt gì nữa đâu. Đến đây mặc dù không có chuyện buồn nhưng mà vẫn khóc đúng không? Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng khép lại một phần trò chuyện với Minh Tít. Bây giờ hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Đó chính là chọn màu hashtag. Và bây giờ ở phần chọn màu hashtag thì xin mời Minh Tít sẽ chọn 3 con số ngẫu nhiên từ 1 đến 9 nào. 3 69. 3 là một hashtag màu trắng có từ khóa là ngôi nhà hộp giày. Tức là ở Nhật Bản là một cái quốc gia mà việc mua nhà rất là đắt đỏ. Nên là rất là nhiều những người trẻ lựa chọn ở trong ngôi nhà hộp giày. Tức là một diện tích nhà chỉ khoảng độ 10m² thôi. Rất là bé. Họ chỉ đến đó để họ ngủ sau khi một ngày dài làm việc. Họ tiết kiệm chi phí. Với Minh Tít thì đã bao giờ mà trong cái quá trình đi làm việc nhá, hoặc là đi diễn ở đâu đó chẳng hạn, mình đã phải ở trong một cái nơi nó giống như cái ngôi nhà hộp giày của các bạn ở Nhật Bản chưa? Cái điều này là cái điều mà xảy ra rất là thường xuyên. Đã có những cái lúc mà Minh Tít ngủ ở trong cái bồn tắm ấy, của nhà vệ sinh ấy. Cái bồn tắm ấy, của nhà vệ sinh ấy. Đã ngủ tạm ở trong đấy vì là tất cả mọi thứ xung quanh, bối cảnh mọi thứ là đều là để sử dụng hết rồi. Thực ra là với cái việc mà chúng ta phải đối mặt với những lo toan cơm áo gạo tiền và những áp lực của cuộc sống thì đôi khi chúng ta cũng muốn thu mình lại ở một không gian riêng, không muốn ai bước vào đó cả. Chúng ta là chúng ta. Chúng ta có thể là tự sống với cuộc đời của chính mình mà không cần phải quan tâm thế giới ngoài kia nó như nào đúng không? Ok, rồi tiếp tục với một hashtag số 6 đúng không? 6. Ok. Số 6 của chúng ta là một hashtag màu đen với từ khóa là quiet quitting, tức là trào lưu âm thầm bỏ cuộc. Cụ thể như thế này, làm việc một cách hời hợt, không tìm thấy cảm hứng, luôn trong tâm thế đi ngược lại với yêu cầu của công việc và cấp trên.
Đây là một cảm giác thường trực của nhiều bạn trẻ hiện nay. Họ cảm thấy không có động lực để phấn đấu, họ không muốn làm thêm những công việc mà sếp giao. Họ luôn muốn nói không với cấp trên và sẵn sàng nghỉ việc nếu bị ép làm việc mà họ không thích. Thật ra mình cũng khá là bất ngờ. Không nghĩ là nó tồn tại một cái trào lưu như thế này. Ừ. Nó gần như là một cái tư tưởng chống đối. Ừ. Một cái tư tưởng mà cho dù là kể cả ông nói đúng, đối với tôi nó vẫn là sai. Vẫn là sai. Và nó là cố tình chống đối như vậy rồi thì nó là một cái rất là tiêu cực. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên nhìn nhận một cách khách quan. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại khiến cho những người trẻ như vậy? Chúng ta nên cũng nhìn nhận một cách hai chiều. Ừ. Thì làm sao để cho mọi thứ nó thấu đáo hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với con số cuối cùng. Số 9 là một hashtag màu cam. Cụm từ của chúng ta đó là nghệ thuật hay xuyên tạc lịch sử. Chắc hẳn là Minh Tiếp cũng đã nắm thông tin là thời gian gần đây thì có một cái bộ phim được trình chiếu trên nền tảng Netflix đã bị tuyết còi và gỡ toàn bộ khỏi nền tảng Netflix Việt Nam. Bởi vì là trong cái bộ phim này nó đưa ra những cái sự kiện bóp méo lịch sử của những gì đã diễn ra trong quá khứ tại Việt Nam. Rất nhiều những comment của khán giả Việt Nam phản đối việc chiếu phim này, thì ở đất nước sản xuất bộ phim này lại cho rằng điều đó là nghệ thuật. Tất nhiên là Minh Tiếp luôn luôn đứng về phía đất nước Việt Nam của mình rồi. Và Minh Tiếp phản đối cái bộ phim Little Women đã xuyên tạc lịch sử. Và Minh Tiếp cũng có tìm hiểu về cái việc này. Thực ra thì cái lý do mà họ đưa ra là đó là nghệ thuật, đấy chỉ là cái sự ngụy biện thôi. Trong nghệ thuật chúng ta có thể sáng tạo được, nhưng trong lịch sử chúng ta không thể sáng tạo được. Hoàn toàn đồng ý với những điều mà Minh Tiếp vừa chia sẻ, đúng. Nghệ thuật cần sự sáng tạo, nhưng lịch sử chúng ta cần tôn trọng sự thật, đúng không? Bây giờ thì mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến phần cuối của chương trình ngày hôm nay, đó chính là góc review. Và ở góc review này thì Minh Tiếp sẽ được chọn một trong ba chủ đề chúng ta cùng nói chuyện: âm nhạc, điện ảnh và sách. Điện ảnh đi. Điện ảnh, ok, một thứ rất là gần gũi với cả Minh Tiếp. Với điện ảnh thì thời gian gần đây, một bộ phim nào mà khiến cho Minh Tiếp cảm thấy ấn tượng và nó đem đến cho Minh Tiếp một cái cảm hứng tích cực khi mà xem bộ phim đấy không? Có, mới gần đây thôi, cách đây mấy hôm thôi, Minh Tiếp cũng xem một bộ phim. Đây là một bộ phim mà Minh Tiếp phải nói là khiến cho Minh Tiếp khóc rất nhiều. Có tên là Lighting Up the Star. Nó nói về một cái cuộc gặp gỡ giữa một cô bé mồ côi và một anh chàng nói chung là loser, gọi là thất bại trong mọi việc. Và anh ấy làm cái công việc tổ chức cái đám ma cho người chết ấy. Khi cái cô bé kia là mồ côi này là gặp cái cậu đấy vào cái lúc đúng cái hôm mà bà của cô ấy mất. Cả hai đều rất là mâu thuẫn bởi vì là cô bé này là vẫn là trẻ con. Và cô nghĩ là cũng không biết là anh mang bà của cô đi đâu cả. Thì bây giờ cô mới đi tìm cái cậu này để đòi bà về. Thì anh này thì anh rất là khó chịu bởi vì là cản trở cái công việc của anh ấy. Thế nhưng mà dần dần cái mối quan hệ giữa người với người, giữa cái tình người với nhau, bây giờ họ bắt đầu nảy sinh cái tình cảm giống như là bố con đấy, và hai người bắt đầu là sống và nương tựa vào nhau để có thể có được một cuộc sống tích cực hơn. Một bộ phim rất là ý nghĩa. Rồi chắc chắn là quý vị nếu mà xem xong cái cuộc trò chuyện này thì có thể là tìm kiếm bộ phim này để xem, và rất có thể là quý vị cũng sẽ có những cái sự cảm nhận riêng mình. Rồi, bây giờ thì chắc là chúng ta cũng đã đến lúc mà phải tạm chia tay nhau trong chương ngày hôm nay rồi. Rất là cảm ơn Minh Tiếp ngày hôm nay đã dành thời gian đến với Ai Đến Hôm Nay. Minh Tiếp xin cảm ơn anh Mạnh Thắng, cảm ơn chương trình đã tiếp đón Minh Tiếp rất là nồng hậu. Minh Tiếp cũng hy vọng là khán giả sẽ qua chương trình cũng sẽ gần gũi hơn với các nghệ sĩ của chúng tôi. Và Minh Tiếp cũng một lần cuối cùng là Minh Tiếp xin khuyên cáo tất cả những khách mời sau Minh Tiếp cẩn thận khi mà tham gia chương trình. Rồi, cảm ơn Minh Tiếp. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi Ai Đến Hôm Nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Xin chào.